Mình sẽ bật mí một bí quyết từ thiên nhiên để có suối tóc mềm mượt, ống ả. Dầu gội nàng ơi, chiết xuất từ gừng tươi giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, tóc luôn chắc khỏe, sạch gâu. Hương thơm tự nhiên, giữ mãi nét xuân cho tóc, cho lòng ai ngất ngây. Nàng ơi, dầu gội nàng ơi, mứt từng làn khỏe từng sợi. Mai Thúy Huyền rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đẹp Không Giới Hạn do công ty Tincom Media sản xuất. Thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây thì thời trang áo dài đang trở thành một xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ. Từ những trang phục áo dài truyền thống cho đến những trang phục áo dài cách tân đang trở thành những mốt mà các bạn trẻ rất là yêu thích. Bên cạnh, song song với áo dài dành cho người lớn thì áo dài cũng đã bắt đầu len lỏi vào thị trường dành cho trẻ em và được rất nhiều em nhỏ yêu thích. Vậy thì áo dài người lớn và áo dài trẻ em có điều gì khác nhau? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ hai chuyên gia thời trang để cùng giải đáp về vấn đề này nhé. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Soi Gương. Gương soi ngự ở phim trường, đẹp không giới hạn, xin mời khách gia. Được biết đến trong vai trò một nhà thiết kế áo dài nổi tiếng trong và ngoài nước, các sản phẩm thời trang của nhà thiết kế Sĩ Hoàng luôn mang đến cái nhìn mới lạ, độc đáo riêng. Song song với những bộ sưu tập thời trang áo dài dành cho người lớn, nhà thiết kế Sĩ Hoàng còn có niềm đam mê đặc biệt thời trang áo dài trẻ em với nhiều bộ sưu tập nổi tiếng. Vừa qua, trong chương trình Lễ hội áo dài 2019, nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã cho ra mắt bộ sưu tập Việt Nam Mến Thương lấy cảm hứng từ 54 dân tộc anh em. Nguyễn Hưng Phúc hiện là một trong những đạo diễn thời trang tên tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng chính là người sáng lập nhóm mẫu nhí Pink Kiss. Ngoài ra, Nguyễn Hưng Phúc còn được biết đến trong vai trò giám khảo cuộc thi siêu mẫu nhí. Năm 2017, anh vinh dự được trao cúp cá nhân xuất sắc toàn cầu tại Singapore, tuần lễ thời trang trẻ em châu Á Asian Kids Fashion Show 2017, được đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc tổ chức với sự tham dự của nhiều nước trên thế giới, tạo được nhiều dấu ấn đặc biệt. Mai Thúy Huyền rất là vui khi hôm nay lại có cơ hội được trò chuyện với nhà thiết kế Sĩ Hoàng cũng như là Nguyễn Hưng Phúc và trong một cái chủ đề thời trang áo dài dành cho trẻ em. Nhắc đến nhà thiết kế Sĩ Hoàng thì có lẽ là bất kỳ ai ở Việt Nam cũng sẽ đều biết đến anh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về cái sự phát triển của áo dài nói chung cũng như đặc biệt là áo dài cho trẻ em nói riêng. Cái tương lai của áo dài sẽ được tiếp tục nối tiếp hay không là ở một thế hệ trẻ. Và như vậy thì phải truyền cái tình yêu áo dài cho các bé từ bây giờ. Thì cũng chia sẻ một bí mật đối với Mai Thu Huyền và Hưng Phúc, đó là anh luôn thích chơi với trẻ con và tham gia trong những cuộc thi về tìm kiếm tài năng trẻ em qua cuộc thi về hội họa và đặc biệt là vẽ trên áo dài bằng giấy. Phúc vừa mới trở về từ Hàn Quốc để tham gia một cái Seoul chương trình Seoul Fashion Week. Thì đây là một niềm tự hào rất là lớn cho thời trang Việt Nam. Vậy thì Phúc có thể chia sẻ một chút về cái cơ duyên tại sao Phúc lại được mời đến cái sự kiện này? Khi mà em trở thành một người thầy á, mình luôn luôn phải nghĩ rằng là mình phải tạo ra được nhiều cái sân chơi và bổ ích, ý nghĩa dành cho học trò của mình. Chính vì thế cho nên là em đã dành ấp ủ một cái khoảng thời gian mười mấy năm để tạo ra một cái sân chơi mà nó mang tính chất quy mô, chuyên nghiệp và hoành tráng. Từ đó thì Asian Kids Fashion Week đã ra đời. Trong chương trình này thì em có mời rất là nhiều nhà thiết kế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ v.v. về tham gia. Cho nên rất là nhiều người mẫu nhí ở khu vực châu Á như là Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc lại muốn tham gia chương trình này.
Đấy, vậy từ đó thì các nhà thiết kế họ mới gửi cái lời mời và giao lưu văn hóa đến giữa các nước trong khu vực châu Á với nhau. Cho nên là em đã nhận được cái lời mời là đến Ấn Độ để làm đạo diễn thời trang cho tuần lễ thời trang trẻ em Ấn Độ. Và vừa rồi thì em đã đưa người mẫu đến với Seoul Fashion Week để tham gia biểu diễn. Cái công việc như vậy, tại sao nó lại thôi thúc Hưng Phúc, một cái chàng trai rất là trẻ mà không nghĩ là có thể là trở thành thầy giáo được? Em phải yêu trẻ con, em phải làm cái tất cả mọi thứ từ cái trong cái tấm lòng và trong cái trái tim của mình. Mình phải đặt hết tất cả nhiệt huyết, và khi mà hướng dẫn và giảng dạy, em phải đặt vai trò em là bạn. Em chỉ là một chàng trai mẫu nhí Hưng Phúc 5 tuổi, 4 tuổi để nói chuyện với các bạn, để hiểu các bạn. Thì từ đó em mới biết được là à, vậy thì em sẽ gặp cái khó khăn gì, em sẽ có cảm nhận vui như thế nào, buồn như thế nào, em muốn là thầy em sẽ như thế nào thì em sẽ dễ hiểu. Thế còn tâm sự của một nhà thiết kế khi thiết kế những cái bộ trang phục dành cho những cái mẫu nhí thì như thế nào? Chắc chắn là với một cái đối tượng trẻ con nó sẽ khác biệt rất nhiều đúng không anh? Thật ra thì ngay từ thời sinh viên là anh đã cộng tác với nhà văn hóa thiếu nhi, các cái lớp dạy vẽ. Sau đó thì trong cái hội thi nét vẽ xanh do Thư viện Khoa học và Xã hội tổ chức thì anh có đề nghị là thêm một cái bảng thi vẽ áo dài trên giấy, và những cái tác phẩm mà được chọn thì sẽ được họa sĩ ở bên anh thể hiện lại trên áo dài thật. Và cho các bé mặc rồi chụp hình rồi đi diễn. Đặc biệt trong cái bộ sưu tập này nó chỉ toàn là một màu đen và trắng, thêm cái màu đỏ, và ý tưởng thì vẫn khai thác từ kho tàng văn hóa của 54 dân tộc ít người. Và anh còn muốn rằng là không phải trẻ em Việt Nam đâu, trẻ em thế giới cũng sẽ mặc những cái bộ trang phục như thế này. Cho nên nó sẽ dung hòa trong cái thiết kế là cái yếu tố truyền thống là vẫn là cái áo dài, rồi khai thác những họa tiết là hoa văn dân tộc, nhưng phải làm sao cho nó gọi là Tây thì nó mới đi ra được với thế giới. Rất là nhiều cái dè dặt băn khoăn trong cái ekip thực hiện cái bộ sưu tập này, rằng là sợ hai cái màu này có bị già quá hay không, có bị người lớn quá hay không. Nhưng mà anh cũng nhận thấy rằng là cũng có những cái bộ sưu tập thời trang dành cho trẻ con trên thế giới, họ cũng mạnh dạn sử dụng cái màu này. Hơn nữa, cái sự tương phản giữa cái làn da trắng mịn hồng của trẻ em với một cái màu rất là mạnh là màu đen hoặc là màu trắng hoặc là màu đỏ thì nó sẽ làm cho các bé được nổi bật lên. Anh cũng muốn là cái bộ này là giống như mẹ và con. Bố mẹ và con đi cùng với nhau và thấy rằng là nó vẫn thể hiện một cái đẹp đẽ, cái sang trọng, phù hợp cho cả hai thế hệ trong gia đình. Với cái thiết kế của anh, em nghĩ các bé có thể mặc bất kỳ lúc nào, rất là thoải mái. Vậy thì em cũng muốn hỏi anh thêm về cái chất liệu khi mà cho trẻ con, bởi chắc chắn là giữa người lớn với trẻ con nó sẽ khác nhau. Các bé nó cần một cái sự thoải mái vì nó còn phải vận động thường xuyên. Vậy thì khi mà chọn những cái chất liệu để thiết kế cho các trẻ em thì anh lưu ý những cái điểm như thế nào? Cái bộ sưu tập áo dài trẻ em Việt Nam mến thương, ngoài cái ý tưởng về màu sắc, về đưa hoa văn dân tộc, thì chất liệu phải được xem như một làn da thứ hai để giúp cho trẻ thật sự thoải mái. Và chúng ta nhận thấy rằng là tất cả những cái loại trang phục dành cho trẻ em thì đều chọn chất liệu thun cô tông. Thun cô tông. Bởi vì nó có cái độ co giãn, độ thấm mồ hôi và sử dụng rất là dễ dàng. Cho nên là anh cũng đã mạnh dạn là dùng thun cô tông trong cái sưu tập áo dài này. Và chính vì cái độ co giãn đó cho nên mình thấy rằng là nó lược bỏ tất cả những cái chi tiết kỹ thuật, ví dụ như là nút bấm hoặc là dây kéo, bởi vì có cái sự co giãn chỉ việc chui đầu vào giống như một cái áo thun là được ngay. Và với cái sự co giãn, cái sự thoải mái đó thì trẻ sẽ mặc không có cảm giác là nó bị khó chịu, nóng bức như là dùng các cái loại vải của người lớn để may. Những cái phụ liệu đi kèm, ví dụ như là dép kẹp cũng được trang trí thêm cho có thể là khoe thêm cái bàn chân rất là xinh xinh của các bé. Hoặc là sau này anh sẽ phát triển lên, nó có những đôi giày vải để cho trẻ đi. Và đặc biệt là những cái nón, những cái nón đội trên đầu có thể linh hoạt. Lúc thì nó như là một cái hình tượng của một cái khăn đóng, khi thì nó có thể chùm đầu để khi trẻ mặc đi vào buổi tối nó ấm cái đầu. Và đương nhiên không thể bỏ qua những cái chất liệu truyền thống, các loại lá làm trên nón. Nó giúp cho trẻ khi mặc vào mùa hè nó cũng thoáng mát. Thì Mai Thu Huyền quan sát thấy ấy, khi mà những cái người nước ngoài họ đến du lịch ở Việt Nam ấy, thì luôn luôn những cái món quà lưu niệm họ mang về đều là những cái họa tiết
bằng những cái sản phẩm, ví dụ như là có thể là túi, có thể là khăn, có thể là quần áo, nhưng mà luôn luôn có họa tiết thổ cẩm. Còn em thấy là nó còn có những cái trang phục mà nhìn sẽ biết được là đâu là Tày, đâu là Nùng, đâu là Mường, đúng không anh? Đúng rồi. Anh cũng có một cái quan niệm về triết lý tạo mẫu để đưa vào cái thiết kế của mình trong suốt bao nhiêu năm nay, đó là cái yếu tố văn hóa. Nhưng mà vấn đề là mình sẽ đưa như thế nào để cho nó phù hợp trong một cái tư duy thời đại mới mà các bé luôn luôn tiếp nhận. Nó như là một cái thế giới phẳng, không còn giới hạn nữa. Cái thách thức đưa ra là làm sao có thể vừa giữ được yếu tố truyền thống nè, rồi hiện đại nè, dễ mặc nè, phù hợp nè, và hơn thế nữa là được cả gia đình thích. Để mà có thể cùng nhau mặc một cái bộ áo dài đẹp giống nhau, thì nó cũng là một cái sự kết nối trong các thành viên gia đình với nhau. Trong cái bộ sưu tập này thì nó vẫn ẩn chứa một cái giá trị về văn hóa và giáo dục. Các bé có thể là tự nhiên không có cần phải cố gắng đâu, nhưng nó thấm dần vào trong ý thức, trong tiềm thức. Và khi lớn lên thì điều này nó mặc nhiên như là một cái sự đương nhiên là sẽ yêu, sẽ quý những cái gì mà nó gần gũi với mình ngay từ cái ký ức của tuổi thơ. Các bé ở Pink Kids là những người mà trực tiếp mặc những cái trang phục của nhà thiết kế Sĩ Hoàng trình diễn trong lễ hội áo dài. Vậy thì không biết là khi mà các bé được mặc trên mình những trang phục đó để trình diễn trên sân khấu thì cảm giác của các bé lúc đấy như thế nào? Có tâm sự chia sẻ gì với thầy giáo không? Trong chương trình của em lúc nào cũng sẽ có ít nhất 2 màn thời trang áo dài Việt Nam. Và những cái màn thời trang áo dài Việt Nam này, thứ nhất là muốn giới thiệu đến cho tất cả bạn nhỏ tới khắp thế giới biết rằng là ở Việt Nam của chúng tôi có một cái quốc phục rất là đẹp, rất là xinh xắn như vậy dành cho trẻ em. Và cái điều thứ hai đó là cũng điều nhắc nhở cho các bạn phải biết tự hào và yêu mến cái bộ áo dài của mình từ nhỏ. Đó là cái điều mà em cảm thấy là em có thể làm và luôn luôn mong muốn được làm. Và hy vọng là sẵn chương trình đẹp không giới hạn ngày hôm nay, em cũng mong muốn là ngỏ một cái lời mời đến anh Sĩ Hoàng. Nếu như có cơ hội sắp tới trong chương trình của chúng em thì em sẽ mời anh Sĩ Hoàng sẽ cùng làm một bộ sưu tập dành cho các bạn nhỏ mẫu nhí cũng như là các bạn nhỏ nước ngoài biểu diễn trong chương trình tuần lễ thời trang Trang Châu Á của em. Chắc chắn là anh sẽ ủng hộ em trong cái chương trình này. Bởi vì chúng ta đều cùng có một cái trách nhiệm là truyền cái giá trị truyền thống đến cho một cái thế hệ trẻ, và phải làm ngay từ bây giờ. Quay lại với câu trả lời câu hỏi của chị Mai Thu Huyền, đó là cảm giác của các bạn nhỏ như thế nào, thì em nghĩ rằng là phải nói là chắc chắn rất là yêu thích và hạnh phúc và gọi là sung sướng khi được diễn bộ sưu tập Sĩ Hoàng nói riêng và của áo dài nói chung. Nhân đây thì Mai Thu Huyền cũng muốn hỏi Hưng Phúc, khi mà Hưng Phúc có chia sẻ đó là vừa rồi đưa các người mẫu của Việt Nam, người mẫu nhí của Việt Nam qua nước ngoài trình diễn, vậy thì lúc đó mình có trình diễn những cái trang phục áo dài không? Sau cái chương trình Asian Kids Fashion Week thì mình sẽ nhận được lời mời từ các tuần lễ thời trang của các nước khác, và trong đó sẽ có 2 bộ sưu tập, chắc chắn phải có một bộ sưu tập truyền thống và một bộ sưu tập là gọi là hiện đại. Thì năm nào tụi em cũng mang những bộ sưu tập này đi qua trình diễn. Tụi em đã đi đến được là 3 nước rồi, hiện tại thì là Singapore, Ấn Độ và Hàn Quốc. Và em mong là cái áo dài của mình sẽ còn được đi hơn cái khu vực châu Á nữa, là chúng em sẽ được đi đến là những cái khu vực như châu Âu hay Mỹ vân vân. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Đẹp Không Giới Hạn trong chuyên mục Thử Thách. Và thử thách ngày hôm nay sẽ dành cho Nguyễn Hưng Phúc. Hiện nay thì ở trên phim trường chúng ta thấy không chỉ có 2 khách mời mà còn có 4 em bé rất là đáng yêu. Đó là 4 em bé trong nhóm Pink Kids của thầy Nguyễn Hưng Phúc. Nhưng còn bây giờ thử thách đó là làm sao thầy Phúc hãy chọn những cái phụ kiện phù hợp cho các bé, có thể là những cái vòng đeo cổ này, hay là những chiếc nón, hay là những chiếc mũ. Đó thì không biết là quá là dễ với cả Phúc rồi đúng không? Cái thử thách ngày hôm nay thì em nghĩ là nó không phải là nó không dễ với em đâu, bởi vì là làm sao mà phải đúng ý và phải phù hợp với lại cái bộ trang phục mà các bé đang mặc. Thì em phân tích trước anh Hoàng nhé. Trên em thấy thì ở đây là nó có 4 cái món đồ. Đây là một cái chiếc nón làm bằng lá, đây cũng là một chiếc nón lá, và đây thì là một chiếc nón, đúng không ạ? Chiếc nón. Nhưng mà riêng cái này thì em chưa hiểu anh Hoàng ạ. Em đang phân vân về cái này, anh có thể phân tích chút xíu về cái này được không? Cái này nó cũng là một cái loại nón. Và nó khá là đa dạng trong cái cách tạo hình. Có khi nó như là một cái khăn đóng, có khi nó là một cái khăn chùm hết cái đầu để cho giữ ấm nếu mà bé đội vào ban đêm. Và như vậy là vấn đề là thử thách là
Phúc sẽ làm sao biết cách đổi để cho nó đẹp, nó hợp với bộ đồ. Bây giờ chúng ta sẽ có hai cái nón lá, cho nên em nghĩ rằng là hai nón lá này sẽ dành cho một bé trai và một bé gái. Cái nón lá này thì chắc chắn là một bé gái rồi. Và trong hai cô bạn này thì là một trong hai bạn sẽ chọn nón lá này. Tuy nhiên cái họa tiết á, em nhìn để ý chút xíu em thấy là màu trắng và màu đen, nhưng cô bé kia thì nó có mang cái đôi dép màu đỏ nhỏ nhỏ trên, còn cô này thì mang đúng vào cái tông trắng đen. Đúng rồi. Đây là những cái tiểu tiết nhỏ mà em nghĩ rằng là nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ kết mix với nhau được. Dạ vâng, nếu em chọn thì em sẽ chọn bạn này sử dụng chiếc nón lá này. Đúng rồi, rất là tuyệt vời. Chiếc nón này sẽ dành cho một bạn nam. Giữa hai bạn nam này thì em thấy là bạn này nó có tông màu đỏ ở dưới này. Lắc đầu. Tại sao con lại lắc đầu? Không biết chiếc nón này hả? Nếu mà bây giờ chú Hồng Phúc đội cho con nón này, con có đội chiếc nón này không? Con chịu không? Chắc chắn là vừa. Chắc chắn là vừa. Thôi chú Hồng Phúc cứ thử nha. Thì chú Hồng Phúc để thử xem nó có hợp hay không. Hơi bị rộng. Nếu như giờ con có thích cái nón này không? Hơi. Rồi nếu con không thích thì thôi, bây giờ chú Xuân Phúc thử đổi xem bên này cho bạn trai này thử nha, để xem là bạn nào sẽ phù hợp hơn. Mời bạn trai này. Wow, dường như là cái nón này rất là phù hợp cho chàng trai này. Thôi thì em xin phép được chọn cái nón này cho bạn nam này. Rồi còn hai cái này thì còn hai bạn đây. Rất là cái này hơi dễ tí xíu, đó là cái tông này nó có màu đỏ đen, cho nên em chắc em chọn qua bên này. Còn tông này cô bé, nếu chúng ta thấy là họa tiết này nó rất là phù hợp với cái họa tiết trên áo, em xin phép đổi cho cô bé này. Rồi em xin phép là dễ thương chọn cho bạn này. Đội hồi nãy anh có nói với em á là cái khăn này á, nó có thể làm thành một chiếc khăn đóng, đó là cái điều mà em cảm thấy ấn tượng và nhớ nhất. Đầu tiên là em sẽ cuốn cái này lại gần với nhau rồi. Thì em sẽ đội lên đây, nhưng mà có một cái là em thì em thích là khi mà nhìn vô nó thấy hai màu luôn. Nên em sẽ đội cho bạn này. Khăn này khó đấy, khi phải nhờ anh Hoàng giúp đỡ đi. Em cứ làm xong rồi Hoàng chỉnh lại. Mình chỉ cần túm lại như thế này thôi. Rồi. Anh nhìn đây. Ôi dễ chịu. Wow. Rất là thơ ha. Nhưng đây mà là cách thứ nhất. Sau đó mình muốn cho nó ấm lên thì mình kéo như thế này lên. Thì thằng cái mũ. Thằng là cái mũ. Giữ ấm ở trên đỉnh đầu. Trong đây nó có một cái cọng dây này, nó cũng khá là ấn tượng, nhưng mà em chỉ sợ là cái này nó hơi bị nặng quá so với cho với con nít. Em thích cái này, nó nhẹ và nó thanh mảnh, nó dễ thương. Cái phần ngực áo của cô bé này nó đang trống ở chỗ này, cho nên là nếu mà được thì em sẽ xếp đổi này xong rồi em sẽ đổi lên cái nếu mà được thì em sẽ để cái phụ kiện hoa nó đây thì nó sẽ không có bị trống ở chỗ này. Riêng cô bé này thì nếu được thì em sẽ chọn một cái kiềng giống cô Mai Thu Huyền. Em sẽ chọn một cái nhẹ nhẹ thanh, thì em xin phép chọn cái này. Em thích cái màu bạc hơn. Tất cả chúng ta cùng vỗ tay bởi vì anh Phúc rất là xuất sắc, đúng không ạ? Rất là hiểu được cái ý của người thiết kế để mà phối những cái phụ liệu lên cho các bé trong cái bộ trang phục áo dài có cái tên rất là đẹp, đó là Việt Nam Mến Thương. Vâng, cái thử thách này rất là thú vị. Nó sẽ giúp cho các phụ huynh khi mà lựa chọn những cái trang phục cho con em của mình có thể phối thêm những cái phụ kiện rất là dễ thương để tôn lên vẻ đẹp của các bé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang làm đẹp.
không chỉ xảy ra ở tuổi trung niên, trong cuộc sống hàng ngày, chắc hẳn bạn đang nhận thấy hiện nay có rất nhiều bạn trẻ hói đầu rụng tóc từ rất sớm. Nhận thấy được vấn đề này, chuỗi mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và spa H&H đã cho ra đời bộ ba sản phẩm ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc TNMB với thành phần chính là tinh chất tảo từ suối khoáng nóng onsen cùng nguồn nguyên liệu quý đến từ thiên nhiên, không chứa silicon, không chứa chất bảo quản, chất phụ gia, 100% không hóa chất đến từ Nhật Bản. Công ty mỹ phẩm Saravio của chúng tôi được đặt tại địa danh nổi tiếng khắp thế giới về suối nước nóng. Nhờ quá trình nghiên cứu về suối nước nóng, chúng tôi phát hiện ra một loại tảo trong suối nước nóng và đây là phát hiện đầu tiên trên thế giới. Trong loại tảo này có rất nhiều chức năng công dụng như giúp tế bào khỏe mạnh hơn hay giúp hạn chế và giảm bớt tình trạng viêm, cũng như rất nhiều công dụng khác đã được chúng tôi tìm ra. Với mong muốn đem đến sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện cho người Việt, anh Nguyễn Thế Anh đã tung ra thị trường bộ sản phẩm chăm sóc tóc TNMB. Công ty H&H cam kết chỉ mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất. Đặc biệt là những năm qua, các sản phẩm của Nhật Bản không chỉ được ưa chuộng riêng ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới bởi sự tỉ mẩn cũng như tâm huyết của họ đã đặt vào từng sản phẩm. Trong đó có bộ sản phẩm chăm sóc tóc TNMB, 100% nguyên liệu đến từ thiên nhiên Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi đã được trao bằng sáng chế quốc gia tại Nhật Bản. Ở quy mô thế giới, chúng tôi đã đem công trình nghiên cứu của mình tham gia thuyết trình tại Hội nghị Thế giới về nghiên cứu tóc lần thứ 7 tổ chức tại Edinburgh và được trao tặng giải thưởng nghiên cứu xuất sắc nhất thế giới. Đây là hội nghị được tổ chức 3 năm một lần và được xem là giải vô địch chăm sóc tóc của thế giới. Trong tổng cộng 250 công trình nghiên cứu tham gia hội nghị khi đó, nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu duy nhất thuộc khối doanh nghiệp và cũng là nghiên cứu thu hút sự quan tâm nhiều nhất từ giới chuyên môn. Với tất cả những nỗ lực và cố gắng như vậy, H&H nói chung và bộ sản phẩm chăm sóc tóc TNMB nói riêng đã nhận được sự ủng hộ đông đảo từ phía khách hàng. Trong đó có rất nhiều khách hàng là những nghệ sĩ, doanh nhân, hoa hậu. An tiếp xúc với hóa chất cũng như là máy uống duỗi nhuộm rất là nhiều, nên là thời gian đó tóc An nó bị khủng hoảng như là bị hư rất là nhiều luôn. Thì được chị Thanh Hằng giới thiệu sản phẩm dầu rội tóc TNMB, thì An đã dùng thử qua. Sau khi sử dụng thì mái tóc của An chắc khỏe, ống mượt hơn rất là nhiều, và đặc biệt là mái tóc của An nó dày hơn rất là nhiều. Như hiện tại tóc An bây giờ thì là An rất là ưng cái sản phẩm dầu rội TNMB này. Bằng kinh nghiệm sau nhiều năm nghiên cứu, thấu hiểu sâu sắc các vấn đề về tóc, các chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản đã phát hiện ra công dụng thần kỳ của loại tảo vi sinh RG92 chỉ có tại suối nước khoáng Nhật Bản trong việc ngăn ngừa và kích thích mọc tóc và cho ra đời bộ ba chăm sóc tóc TNMB. Dầu gội đầu, ngăn ngừa rụng tóc, giúp tóc chắc khỏe, làm sạch và dịu mát da đầu, giúp sạch gầu. Hấp ủ tăng cường độ ẩm, giúp ngăn ngừa rụng tóc, cải thiện cấu trúc tóc, phục hồi tóc xơ, tóc gãy, tóc khô hư tổn từ gốc đến ngọn, làm mượt và chống rối tóc. Xịt phục hồi tóc và da đầu 2 lần một ngày, kích thích mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe, tăng cường độ ẩm cho tóc khô gãy, giúp tóc mềm mại hơn. Mặc dù giá thành sản phẩm khá cao so với những sản phẩm khác trên thị trường, nhưng từ khi sản phẩm được tung ra thị trường Việt Nam với sự phù hợp và dễ sử dụng, quan trọng nhất là hiệu quả, nên đã nhận được sự đón nhận rất đông đảo từ khách hàng. Không hóa chất, không chất bảo quản, 100% thành phần lành tính từ thiên nhiên. Bộ ba sản phẩm chăm sóc tóc TNMB cùng rất nhiều sản phẩm, dịch vụ khác của H&H là lựa chọn của hàng triệu chị em Nhật Bản và nhiều phụ nữ Việt. Mình chọn dòng sản phẩm TNMB bởi vì chất lượng của dòng sản phẩm này. Dòng sản phẩm này nó khác hơn so với những dòng sản phẩm trên thị trường vì hoàn toàn đến từ tự nhiên và không có chất bảo quản. Khi mà sinh xong thì cái tóc á, nó rụng rất là nhiều, thì lúc đó mình cảm giác rất là lo lắng và phân vân. Thì mình có đi tìm hiểu và phát hiện được cái sản phẩm TNMB là chiết xuất từ tảo thiên nhiên và nó không có những cái hóa chất gì hết. Thì mình quyết định sử dụng sản phẩm TNMB. Một sản phẩm thiết yếu, chất lượng không nằm trong giá thành, mà chất lượng nằm ở sự yên tâm và tin tưởng của khách hàng. Và đó là điều mà người bạn đồng hành TNMB cam kết đồng hành với những người Việt Nam đang bảo vệ và chăm sóc mái tóc của mình. Đâu là bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Sĩ Hoàng trình diễn trong lễ hội áo dài 2019? A. Mặt trời bé con. B. Việt Nam yêu dấu. C. Việt Nam mến thương.
D, bên đời có em. Quý khán giả nào có câu trả lời đúng, nhanh và chính xác nhất sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng là một sản phẩm cao gừng đánh tan mỡ vượt trội, tạm biệt vóc dáng mập mạp, ngăn ngừa làn da chảy xệ đến từ công ty Thiên Nhiên Việt. Để tham gia chương trình, mời các bạn truy cập vào fanpage facebook.com/tincommediacorp và comment câu trả lời ngay dưới clip phát sóng của mỗi tập theo cú pháp như sau: DKGH khoảng cách X khoảng cách Y, trong đó X là câu trả lời của bạn và Y là số người có câu trả lời cùng với bạn. Chúc các bạn may mắn. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Đẹp Không Giới Hạn, Mai Thuyền xin được chân thành cảm ơn nhà thiết kế Sĩ Hoàng, chuyên gia đào tạo người mẫu Nguyễn Hưng Phúc và đặc biệt là các em bé rất là dễ thương của nhóm Pink Kids đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Và thời lượng của chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Với mỗi một tập phát sóng, chúng tôi luôn luôn mong muốn mang đến những chủ đề mới mẻ, hấp dẫn, bổ ích cho quý vị với mong muốn mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Và chương trình ngày hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề rất có ích cho sức khỏe, một món quà quý giá từ thiên nhiên ban tặng cho con người, đó chính là đông trùng hạ thảo. Hương soi ngự ở phim trường, đẹp không giới hạn, xin mời khách gia. Vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như các thực phẩm bồi bổ sức khỏe luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Hãy đón xem Đẹp Không Giới Hạn với chủ đề đông trùng hạ thảo cùng với doanh nhân Phạm Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Linh Biotech và nhà thiết kế Sĩ Hoàng để tìm hiểu thêm về công dụng của đông trùng hạ thảo cũng như cách sử dụng thế nào sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Xin mời quý vị khán giả đón xem. Giảm cân thành công, nhưng để duy trì vóc dáng đó mãi mãi, hãy tập thể dục hoặc sử dụng cao gừng. Mỡ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Người mập mỡ, thừa cân, béo phì, người ít vận động, nhân viên văn phòng, mẹ bỉm sữa sau sinh, các bà nội trợ, dù khó giảm cân đến đâu, cao gừng tan mỡ cũng có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng tuổi thanh xuân. Đặc biệt ăn không ngừng đã có cao gừng tan mỡ Thiên Nhiên Việt. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang làm đẹp. Dạ rồi. Rồi các bé xong nha. Rồi, cảm ơn các con nha. Con cảm ơn rồi. Các mẹ. Rồi. Màu bạc nó cũng sẽ hợp với cái tông màu đen trắng của bé đang mặc đúng không? Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng chiêm ngưỡng màn trình diễn thời trang áo dài trẻ em trong lễ hội áo dài 2019. Rồi, thế là bây giờ chị nghĩ là chuyển sang thử thách là xong rồi, vào hình cắt thử thách là xong rồi đó. Ở đây thoát là đủ rồi đó.